Kính chào quý vị khán giả của Tâm Đa Media. Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin chào buổi sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới nhiều sức khỏe và niềm vui. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Tại thành phố Liberec, sắp tới đây sẽ đưa ra hình phạt đầu tiên đối với một công dân sử dụng xe scooter điện đã vi phạm các quy định về bảo hiểm trách nhiệm. Người đàn ông 37 tuổi này đã không mua bảo hiểm cho xe scooter của mình, và hơn nữa anh ta cũng không có bằng lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe. Bởi vì người đàn ông đã bị cấm lái xe trước đó và vi phạm lệnh cấm, nên ngoài việc bị phạt tiền còn có thể sẽ phải ngồi tù lên tới 2 năm. Các đàn chim di cư đã quay trở lại Séc nhờ vào thời tiết ấm áp vào đầu tháng 4. Tuy nhiên, khi những đàn chim này đến Séc, chúng phát hiện ra mùa đông đã quay trở lại và nhiệt độ giảm đột ngột khiến chúng không có đủ thức ăn. Hiện nay, đàn chim đang tìm kiếm các khu vực sông hồ để tránh rét và tìm thức ăn. Tuy nhiên, nếu thời tiết tiếp tục xấu đi, các đàn chim có cơ thể nhỏ bé có thể gặp vấn đề lớn. Ngoài ra, còn có chim én, chim nhạn hay cò đen cũng đang tìm kiếm thức ăn tại các khu vực có nước vì thời tiết trở lạnh. Thành phố Brno đang dần mua lại hoặc trao đổi các khu đất thuộc phía nam thành phố cho mục đích xây dựng một nhà ga tàu hỏa mới và hiện đại tại đó. Theo thông tin từ Ủy ban thành phố, nhà ga dự tính sẽ hoàn thiện vào năm 2035 và sẽ xây dựng để tàu cao tốc có thể vận hành. Dự án không chỉ tính đến việc xây dựng một nhà ga mà còn cả việc tái thiết toàn bộ ngã ba đường sắt Brno. Chi phí xây dựng ước tính lên tới 63,5 tỷ krona và sẽ thay thế hoàn toàn nhà ga hiện tại nằm tại trung tâm thành phố. Phần Lan đã chứng kiến tuyết rơi bất thường vào ngày 23 tháng 4. Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, nhiều khu vực của Phần Lan đã đón không khí lạnh từ phía đông từ tối ngày 22 tháng 4, đem theo mưa đá và làm tuyết rơi vào ngày 23 tháng 4. Thủ đô Helsinki đã ghi nhận mực tuyết dày 8 cm, trong khi nhiều khu vực đã ghi nhận lượng tuyết dày tới 20 cm. Tuyết rơi bất thường đã gây ra tình trạng hỗn loạn về giao thông công cộng, khiến nhiều tuyến xe điện phải ngừng hoạt động và không ít chuyến bay phải hủy. Hàn Quốc đang nghiên cứu đề xuất tặng 100 triệu won, tương đương 1,9 tỷ đồng tiền mặt cho mỗi trẻ sơ sinh nhằm khuyến khích sinh sản. Để có thể thực hiện chương trình này, chính phủ Hàn Quốc cần chi khoảng 22.000 tỷ won, tương đương gần một nửa ngân sách quốc gia hiện nay của Hàn Quốc dành cho các sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp. Ủy ban chống tham nhũng và dân quyền Hàn Quốc đang tiến hành khảo sát dân ý đối với ý tưởng này. Hiện tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đang trên đà giảm. Theo số liệu năm 2024, tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc ở mức thấp kỷ lục 6,7 ca sinh trên 1.000 người. Các chuyên gia tuyên bố tình trạng này không còn cơ hội đảo ngược và dân số Hàn Quốc sẽ giảm một nửa vào năm 2100. Trong phiên xét xử vụ chi tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, các công tố viên đề nghị thẩm phán phạt ông Trump vì vi phạm lệnh cấm phát ngôn trong nỗ lực ngăn ông Trump chỉ trích những người liên quan tới vụ án. Các công tố viên yêu cầu thẩm phán Merchan phạt ông Trump vì ông đã lên tiếng chỉ trích hai nhân chứng dự kiến quan trọng của phiên tòa, bao gồm luật sư cũ của ông Trump, Michael Cohen, và ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, người mà theo cáo buộc đã được ông Trump chi tiền để bịt miệng. Các công tố viên nhấn mạnh những chỉ trích của ông Trump sẽ làm ảnh hưởng tới nhận thức của bồi thẩm đoàn, khiến phiên tòa trở nên mất công bằng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Liên minh châu Âu EU hoàn tất việc xây dựng thị trường chung về vốn và ngân hàng nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ mới. Thủ tướng Đức nhấn mạnh việc thành lập thị trường này cần được châu Âu đặt làm ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện tại. Theo đó, một thị trường chung toàn khối sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho các ngân hàng hoạt động xuyên biên giới. Trước đó, các cơ quan của EU đã thúc đẩy việc xây dựng thị trường chung về vốn hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, cho đến nay, kế hoạch này vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào. Một đoàn tàu hỏa gồm 5 toa tàu đã đột ngột bốc cháy khi đi qua địa phận thành phố London thuộc bang Ontario của Canada. Những đoạn video do Sở Cứu Hỏa thành phố London cung cấp cho thấy đoàn tàu vẫn tiếp tục di chuyển trong khu vực trung tâm mặc dù lửa đã bùng lên dữ dội và khói bay nghi ngút trên các toa tàu. Sở Cứu Hỏa London cho biết đoàn tàu này chở những thanh gỗ cũ dùng để xây dựng đường ray. Ước tính vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng 25.000 đô la Mỹ, tương đương gần 640 triệu đồng đối với mỗi toa tàu. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát không ghi nhận thương vong về người và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới vào ngày mai.